Lời đầu tiên cho em An xin gửi lời chào đến tất cả quý cô chú anh chị. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh An Bất Động Sản VN Đà Lạt nha. Hôm nay em đang ở Mê Linh, Lâm Hà, Lâm Đồng quý cô chú anh chị. Thì hiện tại cái khu vực mà em đang đứng đây thì có một vài cái lô đất nền rất là đẹp quý cô chú anh chị. Diện tích loanh quanh từ 450 cho đến 550 mét vuông. Mỗi lô thì sẵn 100 mét vuông thổ cư nha quý cô chú anh chị nha. Thì ở cái khu vực này thì nó chỉ cách tỉnh lộ 725 đâu đó tầm khoảng một cây số thôi quý anh chị, một cây số. Và trên đất thì có sẵn thổ cư nha quý cô chú anh chị nha. Và bây giờ không để quý cô chú anh chị chờ lâu nữa thì em An sẽ tiến hành quay những cái lô đất này cho mọi người cùng xem luôn nha. Và cũng như mọi khi thì đầu tiên em An xin giới thiệu cái đường vô quý cô chú anh chị nha. Bây giờ mọi người có thể nhìn thấy này, đường vô từ đây chúng ta chạy ra là tầm khoảng 1.2 cây là chúng ta sẽ đến với tỉnh lộ 725 quý cô chú anh chị nha. Đường di chuyển vô đất thì hoàn toàn nó là đường bê tông 3,5 mét rồi. Nhưng mà có một điều là cái đường này nó hơi nhỏ một xíu quý cô chú anh chị, nó chỉ tầm khoảng 3,5 mét thôi. Nếu mà đi khéo khéo thì hai ô tô mới có thể né nhau được. Và bên trong bên ngoài này thì có rất là nhiều cụm homestay quý cô chú anh chị nha. Một lát nữa thì em An sẽ quay một đoạn flycam để tất cả mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ cái khung cảnh bên ngoài này. Và bây giờ thì em sẽ đến với cái nhân vật chính luôn nha quý cô chú anh chị. Thì đây, hiện tại ở đây chủ có gửi em An 4 lô quý cô chú anh chị. 4 lô thì có từ thửa 219 đến 222. Thì cái thửa 222 này quý cô anh chị là cái mặt tiền là nó rộng nhất nha mọi người nha. Mặt tiền nó rơi vào đâu đó mặt tiền là 10 mét, còn những lô còn lại chỉ có 9 mét thôi. Thì cái lô 220 kia người ta đã bán rồi nha quý cô chú anh chị nha. Chỉ còn cái lô 222, 221 và 219 thôi nha. Đây, 219 này, 220 bán rồi, 221 và 222 nha quý cô chú anh chị. Thì diện tích nó dao động từ 457 cho đến 550 mét vuông quý cô chú anh chị. Mỗi lô thì có sẵn 100 mét vuông thổ cư. Ranh mốc thì họ đã đóng hết rồi. Rất là rõ ràng. Đây, rất là rõ ràng. Thì từ đây mà chúng ta di chuyển ra các cái khu vực tiện ích thì nó loanh quanh đâu đó tầm khoảng 1.5 cây số đổ lại thôi quý cô chú anh chị. Và đất ở trên đất thì là đất trống. Đất thì nó hiện tại nó là không có trồng cây gì, người ta dọn dẹp quá sạch sẽ rồi này quý cô chú anh chị này. Và đất này thì là nó hơi triển nhẹ xuống nha quý cô chú anh chị nha. Nó hơi triển nhẹ xuống như thế này thì mọi người mà có mua để mà xây nhà thì chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ cái view, cái khung cảnh đằng xa xa kia kìa. Bên tay trái của em đây là một cái đồi thông này. Bên tay trái là một đồi thông, trước mặt nó là một cái thung lũng. Và bên trên này cũng là đồi thông luôn quý cô chú anh chị. Thì lô đất này chủ nhà đang nhờ em An bán với giá là 950 triệu quý cô chú anh chị. 950 triệu cho một lô. Và ba lô này đồng giá. Giá người ta nói ra 950 triệu để họ bán nha quý cô chú anh chị nha. Người ta chỉ bớt lọc một chút xíu thôi. Với diện tích là 500 mét vuông đất Mê Linh mà giá chỉ 950 triệu thì em thấy nó khá là hợp lý ở thời điểm hiện tại quý cô chú anh chị. Tại vì những cái khu vực như này trước đây thì nó rơi vào loanh quanh đâu đó, lúc mà đất sốt thì nó rơi vào đâu đó tầm khoảng tỷ 7 tỷ 8 hết quý cô chú anh chị ạ. Và bây giờ thì họ đã làm sổ sách sổ mới cứng luôn, mới ra được mấy ngày mà sẵn thổ cư, sẵn 100 mét vuông thổ cư. Và giá như thế thì em thấy là nó khá là hợp lý để tiếp xúc được với các đối tượng khách hàng tài chính loanh quanh 1 tỷ. Thì từ cái vị trí mà em An đang đứng đây mà chúng ta di chuyển ra đến trung tâm xã thì nó rơi vào 1,5 cây. Đây, cọc mốc đây. Lên Đà Lạt thì nó rơi vào tầm khoảng 25-26 cây quý cô chú anh chị. Ở vị trí này thì chúng ta ra sân bay thì nó cũng vậy thôi.
tầm khoảng 25-26 cây, rất là gần. View khá là thoáng đãng và khá là đẹp nha quý cô chú anh chị nha. Nếu mà mình mua lô trên góc này đẹp này, em thấy lô trên góc này 456m², 457m², 100m thổ cư và 10m mặt tiền, khá là đẹp. Còn ba lô, còn hai lô còn lại thì nó chỉ có 9m thôi quý cô chú anh chị, 9m thôi nha. Đó, đứng ở vị trí của em An thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái khung cảnh rất là đẹp. Bên tay trái là đồi thông, bên tay đứng ở vị trí này thì chúng ta có thể nhìn thấy giống như kiểu hai bên đó là hai cái đồi, mình nhìn thẳng ra hướng này quý cô chú chị, rất là đẹp nha. Lô trên này em đánh giá view cao thoáng đẹp nhất. Và bên ngoài này có rất là nhiều homestay. Bây giờ em An sẽ quay một đoạn cho tất cả mọi người cùng xem nha. À, và vừa xong thì chắc tất cả quý cô chú anh chị cũng nắm được một số thông tin cơ bản của những lô đất này rồi đúng không ạ? Thì từ đây mà chúng ta mà di chuyển ra cái homestay bên ngoài này quý cô chú anh chị rất là gần nha, tầm khoảng 300m thôi. Và những cái lô đất này quý cô chú anh chị nó nằm ở hướng đông nam nha quý cô chú anh chị nha, đông nam. Nếu mà anh chị nào mà mua được cái lô góc trên này này, chúng ta hướng ra phía bên này thì nó là hơi tây nam một xíu, xây nhà thì nó hơi tây nam một xíu. Đây, cái lô này em thấy nó đặc biệt, nó đẹp á. Nó nằm ở trên thế cao. Và trên dự án này quý cô chú anh chị nha, thì người ta mới phân từ cái cột điện này và đến cái cột điện đó thôi, là mới ra được 4 sổ thôi. Đã bán một sổ rồi, còn 3 sổ. Và còn cái dự án, còn những cái lô còn lại chắc là chưa ra sổ kịp đấy quý cô chú anh chị. Và hiện tại còn 3 lô này thì khi mà quý cô chú anh chị xem được cái video của em An, thì cô chú anh chị nào mà thích thì có thể liên hệ trực tiếp với anh em An để mà được em An tư vấn và hỗ trợ. Thì quý cô chú anh chị nào mà liên hệ sớm thì mình được chọn một trong những ba lô đấy thôi. Còn nếu mà bán hết rồi thì mình không được quyền chọn đâu quý cô chú anh chị nha. Thì một trong ba lô này em thấy tại thời điểm hiện tại giá khá là hợp lý rồi, mình có thể mua để đầu tư hoặc là để nghỉ dưỡng được nha quý cô chú anh chị. Và cái thời lượng video của em An
cũng khá là dài rồi quý cô chú anh chị, nên chắc là em An xin phép kết thúc cái video tại đây. Cô chú anh chị nào mà có xem được video của em thì cho em An xin một like và một đăng ký kênh nha quý cô chú anh chị. Mọi người xem video của em An mà cảm thấy yêu thích lô đất này thì có thể liên hệ trực tiếp với em An để được em An tư vấn và hỗ trợ nha. Và lần cuối thì chúc tất cả quý cô chú anh chị có một ngày làm việc hiệu quả. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành và theo dõi video của em An. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị ở những cái video lần sau. Em An xin chào.